Xin chào các bạn, mình là đệ tử đây và ngày hôm nay mình muốn trình bày cái quan điểm ý kiến cá nhân của mình cho cái chủ đề 1001 lý do chúng ta cần phải chơi game trong khoảng thời gian tháng năm này. Thực sự đây là một cái event cực kỳ khủng khiếp nhất của Liên Quân ở thời điểm hiện tại. Đó, khi mà chơi game chúng ta sẽ nhận được cái tướng và trang phục miễn phí trong khoảng thời gian 1 tháng năm. Chưa dừng lại ở đó, bạn sẽ nhận ngay được một tướng vĩnh viễn khi bạn làm cái thao tác này. Đó là các bạn hãy click vào cái link ở dưới cái dòng mô tả đầu tiên của mình đó, thì nó sẽ hiển thị cái giao diện như vậy. Thì đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần thay đổi avatar thì trong khoảng thời gian 1 tháng 5 đó, bạn sẽ có cơ hội. Bạn không phải là có cơ hội luôn, mà là chắc chắn bạn sẽ nhận được một tướng vĩnh viễn. Đó, quá tuyệt vời chưa? Chưa dừng lại ở đó đâu các bạn ạ. Và cái điều thứ hai mà cực kỳ quan trọng mà mình muốn nhắc tới, đó là chúng ta có cơ hội nhận ngay một cái chiếc iPhone X. Đó, tổng giải thưởng là lên tới 8 chiếc lần. Hình ảnh mà chúng ta đang thấy đây chính là một cái đoạn trailer của iPhone X nha các bạn. Nhân vật chính của chúng ta đã được xuất hiện. Một cái vẻ đẹp cuốn hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Sự quyến rũ không thể nào chối từ được. Vẻ đẹp thể hiện nên sự đẳng cấp và địa vị của cái người dùng. Quá đẹp đúng không các bạn? Quá tuyệt vời, tôi không còn một từ ngữ nào để diễn tả nên cái vẻ đẹp của iPhone X. Cái giá của iPhone X trên cái thị trường hiện nay được bán ở thế giới di động đó các bạn. Bản 256GB có giá là 34.790.000 đồng. Đó, vậy Marana họ đầu tư cho chúng ta là 8 chiếc. Vậy nó sẽ tương ứng với 278.320.000 đồng. Đó, một số tiền quá khủng đi. Các bạn thấy hấp dẫn chưa nào? Quá hấp dẫn đúng phải không? Cứ hễ chơi game là có cơ hội nhận ngay iPhone X. Nhưng nó chưa dừng lại ở đó đâu các bạn ạ. Nó còn một phần thưởng cực kỳ giá trị nữa kìa. Phần thưởng kế tiếp nữa đó chính là hai chiếc Exciter 150i cái bản RC. Đó, đây không phải là cái bản gắn super chẹt của mấy thằng chậm chó nghe bà con. Chỉ là bản RC thôi. Chúng ta đang được đến với một cái đoạn trailer giới thiệu Exciter. Bởi vì mình biết vẫn còn một số bạn chưa biết Exciter là gì. Nhân vật chính của chúng ta đã được xuất hiện, chạy với vận tốc mát ghê. Và Exciter được mệnh danh là ông hoàng của đường phố. Đó, anh em thấy chưa? Tính sơ sơ thôi là cũng gần khoảng chừng 400 triệu đồng rồi. Quá khủng khiếp đi. Mà chúng ta không có mất gì cả, chúng ta chỉ việc vào chơi game mà thôi. Quá tuyệt vời đúng không? Biết đâu chúng ta là người may mắn nhận được những phần thưởng trên thì sao? Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể nhận được những phần thưởng đó? Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn đây. Hướng dẫn tham gia sự kiện xoay chuyển tình thế, dứt điểm giao tranh cùng Compact. Từ ngày 25 tháng 4 tới ngày 1 tháng 5, hãy thu thập nước tăng lực Compact và hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi 6 nước tăng lực bạn có thể quy đổi ra một dương Compact. Ở bên trong, bạn sẽ nhận được một huy hiệu Compact và một dương xoay chuyển tình thế. Với mỗi huy hiệu, hãy nhanh chóng điền thông tin trong liên kết để có thể nhận được iPhone X và xe máy Exciter. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội nhận ngay một tướng miễn phí khi chơi game trong ngày 1 tháng 5. Nhanh tay lên nào các hào thủ! Mọi chi tiết xem tại liênquân.garena.vn. Rồi, còn một cái sự kiện nó cũng khá là thú vị nè các bạn. Có highlight nhận ngay quà tặng cùng sự kiện uống Compact, nhận ngay Compact. Đó, cái tên sự kiện chúng ta cũng đã hiểu được đúng không ạ? Thì những cái pha highlight của chúng ta sẽ tiến hành ghép lại thành một đoạn clip và đăng trên cái trang cá nhân của mình. Rồi kèm theo những cái hashtag như vậy đó. Rồi mở một cái đơn đăng ký, dán cái link của cái bài đăng đó gửi cho quản trị viên, rồi họ sẽ xét duyệt. Nếu như hay thì họ sẽ trao giải cho chúng ta thôi. Đơn giản là như vậy thôi nha. Tổng giải thưởng của chúng ta nó lên đến là 100 thùng Compact lần các bạn ạ. Và đây chính là cái nội dung của nó nè. Đó, những cái highlight thì mình sẽ tiến hành đăng trên cái trang cá nhân của mình. Nếu như họ cảm thấy ấn tượng thì họ sẽ trao giải cho mình thôi. Đơn giản thôi. Và các bạn đừng lo là tới 100 thùng lần các bạn ơi.
100 bạn sẽ có cơ hội sở hữu được những thùng compact này đây. Và cái thùng compact là gì tôi cũng không biết nữa. Và cách thức tham gia này các bạn, đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành like cái bài viết trên cái sự kiện Facebook. Like cái bài viết này nè, họ sẽ tiến hành đăng trên Facebook nha. Các bạn vào fanpage của Liên Quân để theo dõi kỹ hơn nha. Bước 2 là đăng cái bài dự tuyển của chúng ta lên trang cá nhân của mình nha. Và kèm theo cái hashtag. Hashtag chủ yếu là cái dấu thăng đó các bạn. Dấu thăng rồi viết cái chữ là Liên Quân Mobile. Đó, rồi cách khoảng cái dấu thăng tiếp uống cơm phát. Rồi cách khoảng cái dấu thăng tiếp là thắng cơm bát. Đó gọi là cái hashtag nha. Đơn giản thôi. Và bước thứ 3 đó là điền thông tin của bạn vào cái đơn đăng ký. À nhớ nha các bạn, là các bài đăng, cái bài đăng của bạn đó phải ở cái trạng thái là công khai nha. Không được ở trạng thái là riêng tư hay là bạn bè cái gì đó nha. Đây chính là cái thông tin của bài đăng chúng ta. Đầu tiên là ghi họ và tên của các bạn thôi. Đơn giản đúng không ạ? Và điều này chúng ta cần phải ghi cho nó thật là chuẩn xác nha các bạn. Rất là quan trọng đó. Phần kế tiếp là chúng ta sẽ điền cái số điện thoại, cái địa chỉ. Địa chỉ số điện thoại cực kỳ quan trọng nha bà con. Điền cho nó kỹ càng vô nha. Và cái cuối cùng đó là link của bài viết trên Facebook. Đơn giản thôi, chúng ta vào cái trang cá nhân của mình đó, copy cái link mà các bạn đăng cái bài đó đó, rồi dán vô, rồi bấm chữ gửi. Đơn giản. Vậy là các bạn cứ ngồi chờ và đợi công bố kết quả mà thôi. Thấy mà im re luôn thì coi như xác định nha. Thấy lâu lâu tự nhiên có số lạ lạ gọi vào nhớ bắt máy nha, biết đâu chúng ta trúng thưởng thì sao nha. Vậy là ngày hôm nay đệ tử đã thông báo cho các bạn biết được cái phần thưởng cực kỳ giá trị mà chúng ta chắc chắn 100% chúng ta phải tham gia. Phải tham gia đi, đây là cơ hội hiếm khi có lắm các bạn ạ. À, phần thưởng cực kỳ giá trị luôn. Ai biết được đúng không? Người tính không bằng trời tính mà đúng không? Cứ tham gia đi, biết đâu chúng ta sẽ là những người may mắn thì sao? Video đệ tử đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã dành cái thời gian quý báu để xem những cái chia sẻ tâm tình của đệ tử nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những chuyến video lần sau. Và một lần nữa mình xin chúc tất cả các bạn sẽ là những người may mắn và nhận được những phần thưởng cực kỳ giá trị đến từ Liên Quân Mobile trong cái cơ hội ngàn năm có một này.